Sau khi nhận được sự ủng hộ từ người dân và du khách về việc đưa những nhà vệ sinh chất lượng 4 và 5 sao vào phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý chủ trương tiếp tục xây mới hệ thống 100 nhà vệ sinh công cộng theo hình thức xã hội hóa. Đây là đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố và đơn vị này đã tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư. Những nhà vệ sinh chất lượng cao sẽ được bố trí ở các công viên, bến xe của 24 quận, huyện nhằm phục vụ người dân, khách du lịch và người khuyết tật. Vào năm 2013, 10 nhà vệ sinh tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao đã được xây dựng thí điểm tại các công viên ở trung tâm thành phố như công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám, 23 tháng 9. Mỗi nhà vệ sinh được xây dựng có diện tích 60m² với vốn đầu tư từ 800 đến 1 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động, hầu hết người dân đều cảm thấy hài lòng và ủng hộ vì chất lượng phục vụ của các công trình mang lại. Được biết, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, hầu hết các nhà vệ sinh này đã cũ và xuống cấp.